Tôi được đặt một câu hỏi là vì sao lại Việt Nam trở thành một điểm sáng về khởi nghiệp? Tôi không biết là có phải điểm sáng chưa, nhưng mà ít nhất là câu hỏi nó có phương án trả lời đó. Cái đầu tiên mà tôi nghĩ đó là đúng thời điểm. Trong năm nay tôi được tham dự hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất ấy, là được Klaus Schwab, là người sáng lập ra cái diễn đàn kinh tế thế giới, gửi cho trước khi đi hội nghị một quyển sách mà viết là confidential, tức là chưa vội chia sẻ. Ông ấy đưa ra một luận điểm là tức là ông ấy đưa khi mà ông chưa tự tin, tức là câu hỏi là còn là câu hỏi, thì đấy là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và ông ấy chia sẻ những điều mà tôi tin tưởng sâu sắc, bởi vì trước đó thì chúng tôi rất nghiên cứu về chiến lược công nghệ của mình. Thì cái chiến lược công nghệ mà chúng tôi đưa ra đó, nó có mấy cái chữ. Cái chữ thứ nhất là SMEX, và ở Vinasa là nói đi nói lại SMEX, SMEX và SMEX. Và chữ thứ hai là IoT, Internet vạn vật. Thì Gartner là một công ty tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người ta nói rằng thế giới thực và thế giới ảo sẽ là một. Tức là cái thế giới mà chúng ta đang sống đây là thế giới gọi là thực, và nó được phản ánh qua hàng tỷ cái sensors. Người ta dự kiến đến năm 2025 sẽ có 1.000 tỷ sensors, các cái đầu đo. Như vậy là thế giới thực và thế giới ảo sẽ biến thành một. Người ta nói tiếp là mọi công ty, mọi tổ chức sẽ trở thành tổ chức số. Thế nào gọi là tổ chức số? Trước kia đó, ai mà giàu về của cải, cụ thể như là nhiều đất này, nhiều máy này, nhiều nhà máy này, thì đấy là người giàu. Hoặc là nhiều tiền như ngân hàng, người giàu. Còn cái loại thể loại mới đó là nhiều thông tin. Cụ thể là ai? Facebook. 1.5 tỷ người đang liên lạc thường xuyên trên thế giới qua Facebook. Và Facebook đang dự kiến là sẽ, mục tiêu tiếp theo là 5 tỷ người sẽ dùng. Ai? Google. Và nó bắt đầu hình thành một loại công ty mà không hề có một cái taxi trở thành một nhà vận tải lớn nhất thế giới. Chúng ta muốn nói đến Uber. Chúng ta muốn nói đến một công ty bất động sản lớn nhất thế giới mà không có một mét vuông riêng của mình, đấy là Airbnb. Vừa rồi tôi vào thăm trụ sở Airbnb. Dân Việt Nam mình đông dày đặc ở đấy. Và các em vô cùng phấn khích, và ô anh Bình đến thì phải coi như là phải gọi nhau để đi ăn cơm. Và ở đấy ăn cơm miễn phí các bạn, thoải mái, ăn cái gì cũng có. Mà riêng ở đấy thì bia rượu là từ loại mấy độ cho đến loại 14, 15 độ, nó một dãy dài này. Ăn vô cùng sung sướng, ăn rất ngon. Và họ cho tôi xem cái phòng họ thiết kế Airbnb. Họ không có một cái phòng chuẩn nào hết. Họ mới mô phỏng những cái nhà mà họ đang cho thuê của người khác. Họ mô tả chính xác lại, xong họ làm phòng làm việc. Vui cực kỳ luôn.
trông nó không giống đâu đâu cả, mỗi một góc là một cái loại nhà. Và có những cái xe để cho các nhân viên Airbnb mệt là chui vào đấy ngủ luôn. Nhưng mà tôi kiểm tra rồi, xe thì nó chỉ có một cái thôi, thành ra tôi đoán nó cũng chỉ hình tượng chứ ngủ gì đấy. Nhưng mà cái bạn mà dắt tôi đi thì là bạn bảo em đang là mô hình toán học cho Airbnb. Em học ở Stanford ra và em là người tính toán mô hình kinh tế cho Airbnb. Tức là người Việt Nam mình ở đấy là dày đặc luôn. Tức là đấy mới là những công ty của tương lai. Và sự kiện mà tôi gọi là ngã ngửa người về, tôi rất là kính trọng một công ty là trước kia nó gọi là General Electric, bây giờ nó chỉ gọi đơn giản là GE. Thì có một cái nhà huyền thoại làm lãnh đạo, tức là ông Jack Welch. Và tôi ngưỡng mộ ông ấy, là đọc sách của nhà ông suốt ngày. Và những người cộng sự của tôi ấy, mới gọi là cộng sự thôi, thì đã trở thành những nhân vật gọi là huyền thoại của lĩnh vực kinh doanh, như là ông Vivek Pol là tổng giám đốc của Vipro, và sau này là họ hợp tác chúng tôi. Và lần vừa rồi tôi cũng đến ăn cơm nói chuyện, tức là ông ấy gần như là một cái người chia sẻ với mình tất cả cái gì của thế giới đang xảy ra, rất là thông minh. Thì GE ngày hôm nay nói rằng ấy, các cái gì mà GE làm ấy, là của quá khứ. GE có đặc biệt là nó làm mười mấy lĩnh vực, và tất cả những lĩnh vực GE làm, GE đều đứng đầu trên toàn thế giới. Cái gì GE làm là number one. Và nó có một cái luật mà chúng tôi cũng học. Thực ra chúng tôi học học GE đã làm phải thứ nhất hoặc thứ hai, thứ ba là không làm, bỏ luôn. Để tôi nói là cái công ty GE nó hùng vĩ như vậy, và nó liên tục duy trì một vị thế khủng khiếp như vậy. Và bây giờ họ nói rằng họ đang từ bỏ để trở thành một công ty số. Và rất may là trong đợt đi Mỹ vừa rồi, tôi đến thẳng ở đấy, tôi gặp cái người đứng đầu ở đấy, và cũng chưa bao giờ có một cái sự tự hào cho Việt Nam rằng là cái ông ấy bảo ok, nếu mà các bạn có uy tín ở Nhật ấy, thì tôi sẽ cùng bạn sang Nhật bán hàng. Tức là hai cái ông mà chịu trách nhiệm chuyển đổi công ty tập đoàn GE ấy, ông sẵn sàng đi cùng với FPT để sang bán hàng tại Nhật Bản. Và bây giờ chúng tôi tích cực chuẩn bị cuộc đi bán hàng tại Nhật Bản, tại châu Âu, tại Việt Nam. Tôi nói ví dụ, tại sao công ty số nó khủng khiếp như vậy. Tôi đến chỗ IBM, một cái tòa nhà coi như là hết tầm mắt thế này. Nó bảo đây là thủ phủ của IBM đây. Lên cái bàn làm việc, nó dài, đúng là nó dài cỡ hơn đến đây này, liên tục, và nó rộng bằng hai, đúng hai cái bàn này, bằng bốn cái bàn này. Đây là chỗ của Thomas, người sáng lập tập đoàn IBM làm việc. Đây, cái bàn đây, ông đang ngồi đây. Và họ dắt chỉ tôi đây kia, máy Watson, là cái máy mà đánh cờ thắng trên thế giới. Kia là cái máy dự báo thời tiết. Tôi nói cho ông nghe, dự báo thời tiết nói chung là miễn phí, nhưng mà cái dự báo thời tiết ở đây á, đắt một cách vô tội vạ. Và người ta phải trả tiền vì chúng tôi dự báo thời tiết trên từng cây số vuông trên cả thế giới này. Và ở đấy họ nói rằng cái máy Watson ấy, bây giờ nó mới học được tiếng Anh thôi. Cái Watson nó như một đứa trẻ, nó phải learning. Máy bây giờ nó learning, và nó learn mới được tiếng Anh thôi. Thế tôi bảo nó đã biết nói tiếng Nhật chưa? Chưa. Để chúng tôi dạy nó tiếng Nhật. Tức là tất nhiên tiếng Việt thì nó không ấn tượng lắm, vì tiếng Việt thì nó chưa được bán được nhiều hàng. Mình phải đem tiếng Nhật ra cho nó ấy. Và họ nói bảo, thế bảo cái thằng bé này nó giỏi gì nhất? Chữa cancer, chữa ung thư. Nó đã tổng kết tất cả các trường hợp ung thư, và nó chỉ cần qua một cái hình ảnh
nó có thể nói rằng chữa như thế nào là tốt nhất, xác suất chữa được là bao nhiêu. Tức là trong tương lai chúng ta sẽ phải hiểu rằng á, là các bác sĩ sẽ thua máy. Thua và thua xa luôn. Vì máy nó học từ ngày hôm nay, nó học cho đến 10 năm nữa, nó học cho 50 năm nữa, nó học mỗi ngày 24 tiếng, mỗi tuần 7 ngày. Là chữa ung thư như thế nào? Cho nên một thế giới mới đang được hình thành, thế giới của cái gọi là số. Mọi ngân sách sẽ trở thành ngân sách số. Tức là chúng ta ngày hôm nay mua bàn, mua ghế, mua đủ thứ. Nhưng trong tương lai chúng ta sẽ mua số. Mọi nhà lãnh đạo sẽ trở thành nhà lãnh đạo số. Và phải nói rằng Singapore là amazing, một quốc gia tuyệt vời. Không tưởng tượng được là Lý Hiển Long bây giờ có một chức mới ngoài thủ tướng. Singapore ông ta còn có chức là Chief Data Scientist. Tức là những cái thứ học thông minh, dữ liệu lớn, phân tích các thứ ấy, là nó gọi là data, gọi là analytics of big data, phân tích dữ liệu lớn. Và Lý Hiển Long là người đứng đầu quốc gia đấy về vấn đề này. Ông đã hiểu được rằng ấy, tương lai của Singapore nếu muốn tiếp tục giữ vị thế ở khu vực, nếu muốn tiếp tục có một cuộc sống có cái thu nhập cao, thì Singapore phải đi đầu vào lĩnh vực số. Mỗi một công dân có thể trở thành doanh nghiệp số. Đây mới gọi câu này. Câu này anh Phòng mới gọi là người Việt Nam mình ấy mạnh khi mà mỗi một người dân đứng lên. Trong các cuộc chiến tranh, phải nói là lịch sử của đất nước mình đã đi qua rất nhiều. Nhưng mà Việt Nam luôn luôn giữ được độc lập và tự do của mình. Lời của Bác Hồ kêu gọi không có gì quý độc lập tự do là một câu tổng kết lại một cái chặng đường lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc. Và ngàn năm dân tộc tuy không nói câu đó, nhưng Việt Nam liên tục giữ được độc lập, chủ quyền của mình. Bởi lẽ mỗi một người dân đã trở thành người lính. Và cái cuộc cách mạng số này cho phép mỗi một công dân trở thành một doanh nghiệp số. Và có thể trở thành doanh nghiệp số hoành tráng. Tôi nói là Hà Đông. Khi Hà Đông viết cái Flappy Bird, chỉ một mình Hà Đông, không có nhân vật số 2. Và Hà Đông đã được, Flappy Bird đã được biết đến khắp mọi nơi trên thế giới. Ở Hollywood, các ngôi sao của Hollywood đã tổ chức thi đấu trên trò Flappy Bird. Flappy Bird đã nổi tiếng ở toàn nước Mỹ khi ở Việt Nam chưa ai nói đến. Vẫn Hà Đông. Đấy là một cái câu đầu tiên mà tôi muốn nói. Đấy là một thời điểm, một thời khắc. Một thời khắc mà khi mà chủ tịch sáng lập của Diễn đàn Kinh tế Thế giới bắt đầu đặt tên, Ngân hàng Thế giới đặt tên là cuộc cách mạng số. Còn Gartner thì đặt là SMEX, Cisco thì đặt là Internet of Everything, Internet vạn vật. Tức là mỗi một người một cái tên và không được thống nhất, điều ấy có nghĩa rằng nó chỉ mới bắt đầu và Việt Nam có cơ hội ở cái bắt đầu đó. Bởi vì nếu mà đi sau á thì cái cơ hội càng ngày nó càng ít. Nên tôi nói đầu tiên ấy, là cái vấn đề về thời điểm của đất nước, thời điểm của dân tộc. Và nếu mà chúng ta muộn cái thời điểm này đó thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Rất nhiều cái cơ hội nó đã đến cùng một lúc. Và nếu mà bỏ cái cơ hội ấy thì nhiều cơ hội nó đi cùng một lúc. Cho nên là đầu tiên ấy, phải nói đến một cái cơ hội cho đất nước. Cái điều thứ hai cũng lý thú, khá lý thú, là trẻ con Việt Nam được chơi game. Ngay trong nhà tôi là một người mà có rất nhiều cuộc tranh luận trong gia đình
Và nói chung ấy, là tôi bị đàn áp. Nhưng mà tôi vẫn kiên cường luận điểm. cho con mình chơi game. Và càng ngày tôi càng tin rằng cho con mình chơi game là một cái sự sáng suốt. Không có, tức là tôi là một trong những người đem game về Việt Nam. Tôi nói. Và tôi đem game với nhận thức của chính mình. Vì tôi tin tưởng điều ấy là điều tốt. Tôi hỏi là nếu mà không đem game về Việt Nam á, thì không biết có Nguyễn Hà Đông không? Nếu mà các bạn là một em bé sinh ra và lớn lên ở nước Nhật, tôi có thể nói luôn các bạn rằng ấy, các bạn không có một phút nào để chơi game, hoặc là chơi thì tí tẹo. Vì bố mẹ các bạn sẽ quản lý, trường học sẽ quản lý, alo các loại vân vân và quản lý. Và các bạn phải có một mục tiêu làm thế nào để vào được trường đại học. Và nếu mà để đáp ứng một mục tiêu vào được trường đại học của Nhật Bản thì các bạn không còn, không còn giờ để chơi. Các em bé ở Mỹ, ở một số nước cũng có vấn đề như vậy. Và game không phải là cái thứ giải trí hay của châu Âu, châu Mỹ. Game là một thứ giải trí hay ở Việt Nam. Vì chẳng có việc gì chơi cả. Chúng ta, trẻ con ta có cái gì chơi đâu. Không sân bóng, không sân bánh, không cái gì cả. Chỉ có mỗi con, mỗi cái màn hình thôi. Và điều ấy đã dẫn đến một cái may mắn tiếp theo của dân tộc. Là trẻ con Việt Nam mỗi một ngày dành 5 tiếng rưỡi cho Internet. Thay vì trẻ con ở các nước trong khu vực có 1 tiếng rưỡi thôi. Hơn gấp 3 lần. Hơn 3 lần. Và chúng ta đang có một cái thế hệ, tiếng nước ngoài nó gọi là Millennials. Millennials là những người mà sinh ra cùng với Internet. Họ lớn lên với Internet, họ đồng hành với Internet. Và ở Việt Nam, cái thế hệ ấy là hùng mạnh. Cái này các trường không biết, bố mẹ không biết, chỉ các em biết với nhau. Các chúng ta đang có một dân tộc hùng mạnh về Internet, bởi vì chúng ta dành quá nhiều thời gian cho Internet, bởi vì chúng ta không có việc gì làm cả. Không được giải trí bằng cái chỗ khác. Google thông báo Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới trong cái khối các nước phát triển có số người sử dụng Internet lớn hơn một nửa dân số. Tiếp tục, Viện Phát triển Chính trị đánh giá Việt Nam là được đứng số 1 về ứng dụng, về phát triển app mobile. Tức là nó đã đến rồi và chúng ta không biết. Và cái thế hệ đấy của chúng ta là cực kỳ mạnh. Và bây giờ chỉ cần nâng tạo điều kiện thì nó sẽ lên muôn vàn cái sức mạnh mà chúng ta không biết. Tôi nói chuyện với các bạn startup, tôi hỏi có bao nhiêu startup bây giờ? 1.500 doanh nghiệp đang startup. Và con số là thống kê không đầy đủ. Hỏi là doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam là bao nhiêu? Con số chắc tương tự đấy, khu vực ấy là lớn nhất là khu vực ấy. Đây nhiều nhất, chứ còn nếu mà nói một cách khiêm tốn thì ít hơn. Tức là cái số doanh nghiệp startup đang vượt trội so với số các doanh nghiệp đang có của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Đấy là một sự kiện. Thì trẻ con được chơi game, đấy là một cái may mắn của dân tộc. Thế là tôi có thể nhìn sai, tôi có thể nhìn thiên lệch, tôi xin lỗi là có thể tôi không đúng. Nhưng mà đấy vẫn là ý nghĩ của tôi, là chúng ta có, dân tộc ta đang có một cái thế hệ hùng mạnh về millennials, là những cái công dân Internet.
Và những người mà đã gọi là công dân Internet ấy, là họ tư duy thế giới là một. Cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy ấy, rất nhiều cái startup của Việt Nam ấy, là có thị trường ở nước ngoài lớn vượt trội so với Việt Nam. Điều thứ ba, lý do điều thứ ba là dân tộc Việt Nam, cái lịch sử của dân tộc mình nó bi thương, nó hoành tráng thế nào đó mà nó xô đẩy để Việt Nam đã ngẫu nhiên trở thành một dân tộc có tầm toàn cầu. Biểu hiện của một dân tộc toàn cầu. Các bạn mà đi chu du ở đâu đó thì các bạn sẽ thấy rằng là có những quán ăn, thứ nhất là của Tàu, Chinese restaurant. Everywhere các bạn đi, đấy là dân tộc toàn cầu nhất trên thế giới. Họ đã đóng đô mà những cuộc di tản của họ là tính có cả hàng ngàn năm rồi, chứ không phải bây giờ. Họ đã bắt đầu có những cấu trúc rất là tuyệt vời. Ví dụ như là người Tàu đi ra nước ngoài đó là họ đi với một cái thể chế riêng của họ. Tôi nói ví dụ ở Pháp, quận 13, từ ngày người Tàu đến ở quận 13 đến giờ chưa chết lên một người. Trong hành chính không ghi đến một ông chết. Tức là ông nào chết phát là có ông tàu khác thay đổi tên lên vào ở ngay quận 13 ở Pháp, giữa Paris. Chúng ta mà sang Pháp mà thì phải đến cái quận 13 mới ăn cái đồ mới ngon. Họ có gọi là tam hoàng. Một người sang quận 13. Này ví dụ như là bằng cách nào đó tôi sang quận 13 thì việc đầu tiên tôi đến nói với gọi là nhất trung nhân. Dạ em vừa đi sang đây em không có tiền và em muốn chăm lao động chăm chỉ. Ok, ngày mai mày sẽ có một cửa hàng và mày phải trả tiền. Người Tàu sẽ giới thiệu ngay cho tôi một cửa hàng và cho tôi đầy đủ tiền bạc để tôi chạy cửa hàng đó, và từ sáng đến tối tôi chăm chỉ phục vụ chăm sóc cửa hàng đó. Và nhưng mà nếu có một ngày nào đó lòng tham tôi nổi lên là tôi không trả hụi á, thì tam hoàng đến ngay. Tức là họ có cả chính trị, họ có cả kinh tế, họ có cả quân sự trong các tổ chức của mình. Còn người Việt Nam mình tôi chưa nhìn thấy. Không biết là ai là nhất Việt nhân, ai là thì tôi không thấy một tổ chức dày dặn. Tuy nhiên Việt Nam đã lọt vào các dân tộc hiếm hoi trên thế giới có một mạng lưới toàn cầu. Cửa hàng Việt Nam bây giờ rất popular. Cái ngày tôi sinh ra thì không có cửa hàng ngoài phố, không có cái khái niệm restaurant quán bây giờ đâu. Phải mỗi người phụ nữ Việt Nam là phải nấu cơm cho chồng, cho con, chứ ai cho chồng con mình ra ngoài phố ăn ấy, còn ra cái gì nữa. Và bây giờ chỉ trong một khoảng ngắn thôi thì chúng ta có cửa hàng khắp nơi trên thế giới. Cái biến đổi này là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi vì cái startup nó nguyên lý của nó là không biên giới. Những cái bạn mà ngồi sau mà muốn startup cái gì đó thì một câu hỏi là thị trường đầu tiên bạn sẽ bán ở đâu? Mà nếu mà các bạn trả lời là Silicon Valley đó, là cái điều ấy là dễ có quỹ, có tiền nhất. Cũng ở cái nhà Airbnb thì tôi gặp cái nhóm công ty mà nó gọi là Enza, là cái học tiếng Mỹ. Đấy là FPT có đầu tư một chút vào đấy. Và các bạn ở bên đấy làm việc. Phần ở trong nước, phần ở bên đó. Nhưng cái khách hàng của các bạn ấy là thế giới là chính. Và ý tưởng các bạn thông minh vô cùng luôn. Là ở Hollywood ấy, người ta mới mặc dù bạn là người Mỹ đi nữa, nhưng mà bạn phải phát âm sao cho để người ta nghe khi mà bạn đóng trên phim. Không phải cố gắng, có người nói thì tôi phải cố nghe, vì có một số chữ nào đó tôi đã phát âm không đủ, không đủ chữ, không đủ rõ, cho nên người ta phải, và họ phải luyện tập qua một cái lớp đào tạo. Thì cái ông đã đến Hollywood là phải học cái ông này, nếu không học ông này bạn miễn đóng phim. Thế thì cái nhóm này, mấy cô bé này mới đến gạ ông bảo, thế giờ ông bảo tôi đi cách mà ông luyện thế nào. Xong nó dịch sang thành ra là phần máy tính. Thế từ ấy trở đi luyện phát âm tiếng Anh trên toàn thế giới. Nói câu chuyện ấy để nói rằng á, là ngày hôm nay nếu các bạn trẻ
khi mà muốn làm startup thì các bạn phải có cái tầm nhìn toàn cầu và các bạn phải liên kết toàn cầu. Các bạn không phải là chỉ nói chuyện ở Việt Nam, các bạn hãy vào những cái network, những cái mentors, họ có hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong ý tưởng của các bạn để các bạn thành công. Và người Việt may quá, có mặt khắp nơi. Và họ cũng rất sẵn sàng. Giờ người Việt, rất nhiều người Việt ở từ các nước, từ Đức, từ Silicon Valley, rồi từ các nơi đang đổ về Việt Nam để cùng phối hợp với các bạn để làm những cái startup. Đấy là cơ hội. Và tương tự cùng với họ là vốn, là tri thức, là nhiều thứ khác nữa. Và chưa bao giờ chúng ta có một cái ngày mà để dân tộc Việt lại ngồi xuống với nhau, để chúng ta quên đi quá khứ, bất kể đấy là chuyện gì đã xảy ra, để chúng ta nói về một tương lai hùng mạnh của dân tộc. Thứ tư là cũng may mắn là 16 năm trước, tự nhiên Việt Nam chúng ta lại hứng lên, lại phải đi làm xuất khẩu phần mềm. Đây, ngồi trong phòng này có rất nhiều người xuất khẩu phần mềm. Đấy là một cái hứng khởi của một lớp thế hệ ngày đó. Mặc dù ngày đó chúng ta chẳng có gì cả, không biết làm phần mềm mà vẫn thích đi bán phần mềm cho toàn thế giới. Chúng ta đã sang Nhật bán, mà đến Silicon bán, thì chúng ta đã sang Ấn Độ bán, thì chúng ta đã bán linh tinh và chúng ta đã thua, đã thất bại, đã đem đầu máu chạy về. Nhưng chúng ta bảo là nếu mà người Trung Quốc làm được, người Ấn Độ làm được thì chắc chắn kiểu gì người Việt Nam cũng làm được. Và trên thực tiễn chúng ta đã làm được. Việt Nam đã được ghi nhận như là một quốc gia số 1 trong các nước emerging countries, tức là các nước phát triển, để trở thành một cái quốc gia sản xuất phần mềm. Chúng ta có hàng nửa triệu lao động am hiểu vấn đề này. Nói gì thì nói, bây giờ chúng ta không còn thiếu thốn nguồn nhân lực như ngày xưa nữa. Khi chúng ta muốn làm, công nghệ gì chúng ta cũng có. Từ analytics, big data, tiến sĩ chúng ta có khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đang có lực lượng mạnh mẽ và chúng ta chỉ cần liên kết lại mà thôi. Việt Nam đã có sức mạnh, may mắn. Đã run rẩy, trời đất đã run rẩy cho chúng ta đi những con đường đầy khó khăn, gian khổ. Nhưng mà chúng ta đã trưởng thành. Bây giờ những trường đại học đang dựng lên và chúng ta có rất nhiều chuyện để làm. Tiếng Anh không phải thứ xa lạ đối với chúng ta nữa. Chúng ta đang quốc gia sẵn sàng. Và cái cuối cùng tôi muốn chia sẻ là thực ra không chọn con đường này chúng ta không biết chọn gì đâu. Ô tô chọn mãi rồi. Một đất nước đã phải trả giá mua một cái xe đắt chết cha luôn. Sang Mỹ quân của tôi nó chỉ cái xe còn oách hơn xe tôi, nó mẹ cái này em mua 20.000 đô. Chúng ta đã trả, tất cả những người đi ô tô, tất cả người đi xe máy đã phải trả giá gấp bao nhiêu lần. Để làm gì? Để xây dựng một ngành công nghiệp. Để chúng ta hy vọng một ngày nào đó ta sản xuất ô tô và chúng ta đến ngày hôm nay không sản xuất cái gì cả. Nếu chọn nữa thì đóng tàu. Chọn đâu nữa? Rồi không cẩn thận thì cá nó chết. Chúng ta phải có một sự lựa chọn mới. Việt Nam không phải mạnh, sức mạnh của Việt Nam không phải là đất đai vô hạn, không phải là thiên nhiên rừng vàng biển bạc, mà chỉ có trí tuệ và ý chí con người Việt Nam. Đấy là sự lựa chọn. Và sự lựa chọn phải cho mỗi một con người Việt Nam phải cố gắng. Đấy là 5 điểm tôi thấy là startup. Cảm ơn BCCI đã làm bền bỉ 13 năm nay. Quá tuyệt vời thật ra. Xin chàng vỗ tay cho BCCI đi. Các anh đã nỗ lực khi mà mọi người chưa nói đến bền bỉ làm cho đến ngày hôm nay. Để đến điểm này, để chúng ta có thể nói những cái điểm luận điểm mà chúng ta có thể tin cậy tương lai. Thì đấy là tuyệt vời BCCI. Tuy nhiên, các bạn trẻ ơi, đường đến vinh quang ấy, còn nhiều chuyện làm lắm. Nhiều chuyện làm cho VCCI, nhiều chuyện làm cho các
diễn giả ở đây, nhiều chuyện làm cho các trường đại học, nhiều chuyện làm cho các thể chế, các cái chính nhà nước sẽ phải viết những cái thứ hoàn toàn mới nào đó, phải làm rất nhiều. Nhưng mà tất cả sẽ vô nghĩa nếu các bạn không có một ý chí Việt đứng lên toàn cầu. Thì tôi xin kết thúc là chúc cho các bạn có một ý chí Việt mạnh mẽ để thành công trong startup.